Phương A, Tú Hảo bất ngờ chia sẻ cách chăm sóc body thon gọn, thần thái tươi tắn giữa đời bình thường mới. Thu đi để lại lá vàng, cô vi để lại muôn van đổi thay. Ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận điều này, nhất là trong cách ăn uống, tập luyện để duy trì sức khỏe và xây dựng nếp sống lành mạnh. Là người nổi tiếng, lại là người truyền cảm hứng về lifestyle nên đây là những khía cạnh được Tú Hảo, Phương Hà đặc biệt quan tâm. Trong vlog mới nhất, hai cô nàng đã có những chia sẻ chân thực về cuộc sống bình thường mới của mình không hào nhoáng dễ dàng như trên mạng xã hội cả hai cũng mất khá khá thời gian để thích nghi với nhịp sống uống công việc mới ngoài công việc tú hảo phương hà cũng không quên chăm chút cho cơ thể để dẻo dai bền bỉ mỗi ngày hãy xem hai cô nàng đã upgrade thói quen của mình như thế nào nhé ít là cả hàng quán tự chuẩn bị bữa ăn với thực đơn giàu dưỡng chất trong cuộc sống bình thường mới tình hình cô ví vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn nên việc hạn chế quán xá những nơi đông người vẫn rất cần thiết để chủ động hơn với những thay đổi, các cô nàng beauty blogger chúng ta đã có giải pháp và xây dựng cho mình thói quen mới là tự nấu ăn tại nhà, vừa sạch, vừa khỏe lại có cái sống ảo. Tự nhận mình là một tín đồ của công việc nên trước đây, Phương Hà thường gọi đồ về hoặc ra ngoài ăn cho tiện. Từ khi cô vi đến, có nhiều thời gian ở nhà nên cô nàng chịu khó nấu nướng hơn hẳn. Và thế là các món ngon lành, heo thi lên ngôi. Trong blog mới nhất, Hà chia sẻ một bữa sáng điển hình sẽ bao gồm bánh mì lúa mạch, trứng gà luộc, cà chua bi và sữa tươi. Bữa trưa Hà chọn salad cá ngừ, trứng luộc, cà chua bi, rau tươi và hạt hạnh nhân giàu dinh dưỡng. Nhờ giãn cách mà Phương Hà có cơ hội tìm hiểu sâu về dinh dưỡng, ăn uống lành mạnh nên đã nhanh chóng sửa đổi thói quen bấy lâu. Bước sang giai đoạn mới, Hà vẫn giữ cho mình thói quen tự tay nấu ăn ở nhà thay vì toàn ăn ngoài, như lúc trước. Trạng thái bình thường mới của việc ăn uống tại nhà siêu healthy tiết kiệm lại hạn chế thải nhựa ra môi trường rồi. Không lệ thuộc phòng tập tạo thói quen mới tập luyện tại nhà dù bận rộn đến đâu. Trước đây việc tập luyện thường được ưu tiên thực hiện ở phòng gym, trung tâm thể dục thể thao hoặc công viên. Tuy nhiên, hậu giãn cách tập luyện ở nhà đã chứng minh được những ưu thế của mình. Cách ly mỡ thừa với những bài tập đơn giản, nhanh gọn giúp chúng ta chủ động hơn trong việc duy trì sức khỏe. Khi Covid vẫn chưa hoàn toàn lùi xa, rõ ràng đây sẽ là bản lề quan trọng để thích nghi với những thay đổi trong tương lai. Tú Hảo tập luyện theo channel online. Với Tú Hảo, là người mẫu nhưng cô nàng lại có cơ địa dễ tăng cân, nên việc tập luyện tại nhà trở thành cách chăm sóc cơ thể kiểu mới đến tận bây giờ. Vừa linh động thời gian lại vừa dễ thực hiện, Hảo đã cố gắng và thích nghi quá trình ghi mê tại gia này. Ngoài ghim, Tú Hảo cũng đã kịp dắt lưng một vài bài tập cơ bản của bộ môn yoga. Thành quả này là nỗ lực khám phá bản thân của Hảo trong thời gian giãn cách và vẫn được áp dụng cho đến tận bây giờ. Chỉ cần bỏ ra 15 đến 30 phút mỗi ngày để tập luyện đúng cách, đủ cường độ, biên độ Tú Hảo đã về lại vóc dáng săn chắc như ban đầu. Cô nàng cũng gợi ý kênh YouTube của Chloe Eating cho hội chị em tham khảo. Với các bài tập cơ bản, không đòi hỏi kỹ thuật cao cũng như chuẩn bị dụng cụ đặc thù, Tú Hảo tin rằng ai cũng có thể khỏe mạnh, rạng rỡ. Đồng thời, tâm thế chủ động tập tành tại nhà, không phụ thuộc quá nhiều vào phòng gym, cũng giúp chị em mình tiến nhanh đến mục tiêu body thon gọn, săn chắc như đã đề ra. Phương Hà tập luyện tại gia cùng bạn thân. Riêng với Phương Hà, công việc beauty blogger cũng quan trọng ngoại hình của mình không kém. Trước đây, Hà nghĩ tập gym luôn cần có PT và phải đến phòng tập, thì nay đã thích nghi với thói quen tập luyện ở nhà cùng cô bạn thân. Không đặt nặng việc giảm cân như Tú Hảo, Phương Hà tập trung vào giữ cân và duy trì vóc dáng thon gọn. Hà dù bạn thân cùng tập với các bài tập online như squat, push-up, plank vừa đơn giản lại hiệu quả. Tập luyện chiếm đến 30% trong mục tiêu giữ dáng, 70% còn lại là nhờ chế độ ăn uống thế nên Phương Hà luôn nhắc nhở bản thân giữ thói quen tốt này mỗi ngày. Bước sang đời bình thường mới, Tú Hảo, Phương Hà đều rất chủ động và linh hoạt để có những bước chuyển tích cực trong cách giữ vóc dáng, cơ thể khỏe mạnh và thần thái tươi tắn cho mình rồi. Bạn thì sao? Bạn đã upgrade thói quen ăn uống, tập luyện như thế nào? Hãy chia sẻ bí quyết để làm dày thêm cẩm nang thích nghi hậu Covid với hội chị em nhé. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.